có kích thước và cấu trúc tương tự với trái đất của chúng ta, sao Kim được xem như là chị em sinh đôi với trái đất. Tuy nhiên, cặp song sinh này không hẳn là giống hệt nhau, mà giữa hai hành tinh này có những sự khác biệt cơ bản. Sao Kim có một bầu khí quyển dày và độc hại, chứa đầy khí carbonic và vĩnh viễn bị bao phủ bởi những đám mây dày màu vàng với thành phần chủ yếu là axit sulfuric. Bầu khí quyển này giữ nhiệt và gây ra hiệu ứng nhà kính nặng nề. Sao Kim là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời, mặc dù rằng sao Thủy mới là hành tinh ở gần mặt trời nhất. Áp suất khí quyển bề mặt của sao Kim bằng 90 lần trái đất, tương tự với áp suất ở độ sâu 1 dặm dưới đại dương. Sao Kim là hành tinh đầu tiên được khám phá bởi một tàu vũ trụ. Vào ngày 14 tháng 2 năm 1962, tàu vũ trụ Mariner 2 của NASA đã bay qua và thu thập dữ liệu của hành tinh này. Kể từ đó, nhiều tàu vũ trụ khác của Hoa Kỳ và các cơ quan vũ trụ khác đã khám phá sao Kim, bao gồm cả tàu vũ trụ Magellan của NASA, là tàu vũ trụ đã lập bản đồ bề mặt hành tinh này bằng radar. Liên Xô cũ là quốc gia duy nhất đã hạ cánh xuống bề mặt của sao Kim. Tuy nhiên, tàu vũ trụ đã không thể trụ lại được lâu do điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt của hành tinh này. Mười sự thật thú vị về sao Kim. Số 1. Kích cỡ như trái đất. Nếu mặt trời có chiều cao tương tự như cửa ra vào của chúng ta, thì trái đất và sao Kim sẽ có kích thước cỡ một đồng xu. Thực ra thì trái đất chỉ lớn hơn một ít so với sao Kim mà thôi. Bán kính của sao Kim là 6.052 km so với bán kính trái đất là 6.378 km. Số 2. Hành tinh đá thứ hai. Sao Kim quay quanh mặt trời của chúng ta. Đồng thời, sao Kim cũng là hành tinh thứ hai gần mặt trời với khoảng cách khoảng 108 triệu km. Số 3. Một ngày dài hơn một năm. Sao Kim quay quanh trục cùng chiều kim đồng hồ, gọi là sự quay nghịch hành, với khoảng thời gian 243 ngày trái đất. Đây là tốc độ tự quay chậm nhất của một hành tinh trong hệ mặt trời. Do vậy, một ngày trên sao Kim dài hơn một năm của sao Kim. Và vì quay ngược như vậy nên bình minh trên sao Kim sẽ ở phía tây và hoàng hôn thì lại ở phía đông. Số 4. Địa hình đa dạng. Bề mặt rắn của sao Kim được bao phủ bởi vô số các núi lửa cao cùng những đồng bằng và cao nguyên rộng lớn. Số 5. Không có vệ tinh tự nhiên và vành đai. Khác với các hành tinh khác, cùng với sao Thủy, sao Kim không có vệ tinh tự nhiên nào. Ngoài ra thì hành tinh này cũng không có hệ thống vành đai như các hành tinh khí khổng lồ khác trong hệ mặt trời. Số 6. Hiệu ứng nhà kính. Sao Kim là hành tinh có hiệu ứng nhà kính nặng nề, với nhiệt độ bề mặt vào khoảng 465 độ C, đủ sức để làm tan chảy cả chì. Số 7. Liệu sao Kim có tồn tại nước hay không? Có nhiều nhà khoa học tin rằng nước đã từng tồn tại trên bề mặt của sao Kim. Trong tương lai, những nhà thám hiểm hành tinh này sẽ tìm kiếm bằng chứng của một đại dương cổ xưa ở nơi đây. Số 8. Những vị khách. Có khoảng hơn 40 tàu không gian đã từng khám phá sao Kim. Nhiệm vụ Magellan của thập niên 90 đã lập ra bản đồ bề mặt hành tinh và tàu vũ trụ Akatsuki hiện đang quay quanh quỹ đạo hành tinh này. Số 9. Sự sống trên sao Kim. Nhiệt độ khắc nghiệt trên sao Kim với những đám mây axit khiến hành tinh này có vẻ không giống như là một nơi lý tưởng để tồn tại sự sống. Số 10. Khí quyển quay siêu nhanh. Trong khi bề mặt của hành tinh này quay chậm thì những đợt gió lại thổi rất mạnh. Điều này khiến cho những đám mây có thể hoàn thành một vòng quanh hành tinh này chỉ trong vòng 5 ngày. Bạn có biết tàu đổ bộ Venera 13 của Liên bang Xô Viết đã tồn tại dưới nhiệt độ cực cao và áp suất rất lớn của bề mặt sao Kim trong hơn 2 giờ đồng hồ? Các kỹ sư từ nhiều quốc gia vẫn đang nỗ lực nghiên cứu cách thức để kéo dài sự chịu đựng của các phi thuyền không người lái trong môi trường khắc nghiệt này. Sao Kim trong văn hóa đại chúng.
Được đặt tên theo vị thần của tình yêu và sắc đẹp, Sao Kim dường như gần tương đồng với phụ nữ trong nhiều nền văn hóa. Được nhắc đến trong mối quan hệ nổi tiếng, đàn ông đến từ sao hỏa, phụ nữ đến từ sao kim. Đồng thời, sao kim cũng là một điểm đến phổ biến cho nhiều tác giả khoa học viễn tưởng đầu thế kỷ 20. Trước khi chúng ta biết về những gì nằm bên dưới tầng mây bí ẩn ấy, các tác giả có thể suy đoán về một hành tinh hiếu khách và những cư dân trên đó. Cũng như trong phim hoạt hình Princess and the Frog của Disney, một chú đom đóm tên là Ray đã yêu sao kim bởi chú lầm tưởng đó là một con đom đóm khác. Một sao kim nóng. Sao kim không phải là hành tinh gần mặt trời nhất, nhưng đó là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời do hiệu ứng nhà kính. Hành tinh này có một lớp khí quyển dày với khí nhà kính CO2 cùng với những đám mây axit sulfuric. Lớp khí quyển này giữ lại nhiệt và khiến cho hành tinh này có nhiệt độ rất cao. Những kim loại như chì có thể dễ dàng bị nung chảy ở đây. Sao kim là một hành tinh có hoạt động địa chất rất mạnh. Nó có những ngọn núi cao và núi lửa. Sao kim quay ngược chiều với trái đất và những hành tinh khác trong hệ mặt trời, và sự tự quay này rất chậm. Hãy truy cập website Vật lý Thiên văn để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý Thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.